Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh tin tức 24 giờ TV, kênh cập nhật liên tục những tin tức an ninh thời sự đáng chú ý trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với những tin chính có trong ngày mà các biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh thế giới nóng nhất 24 giờ hôm nay, xin kính mời quý vị và các bạn đến với tin chính sau đây. Bắc Kinh khôn đốn khi bão Infa chính thức đổ bộ lần hai vào Trung Quốc, đe dọa gây mưa cực lớn và ngập lụt. Diễn biến mới nhất vụ vỡ đê khiến thành phố Trung Quốc ở tỉnh Hà Nam thất thủ. Trung Quốc ngạo nghễ nói có trách nhiệm dạy dỗ Mỹ cách cư xử bình đẳng với nước khác. Trung Quốc tập trận tấn công giữa căng thẳng với Đài Loan. Anh quyết cấm cửa công ty Trung Quốc trong mọi dự án điện hạt nhân. Tiêm kích Su-57 Nga ra mắt khiến truyền thông Mỹ-Nhật ngay lập tức dậy sóng. Hãi hùng cảnh ô tô bị nước cuốn phăng như lá trên đường phố Bỉ. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu là thông tin Bắc Kinh khốn đốn khi bão Infa chính thức đổ bộ lần hai vào Trung Quốc, đe dọa gây mưa cực lớn và ngập lụt. Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc vừa ra thông báo về việc bão Infa lần thứ hai đổ bộ vào thành phố Bình Hồ, tỉnh Chiết Giang vào khoảng 9 giờ 50 phút sáng ngày 26 tháng 7 giờ địa phương với gió giật cấp 10. Trước đó, trận bão cũng đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang vào trưa 25 tháng 7. Cơ quan môi trường biển của Trung Quốc đã phải phát đi báo động đỏ đối với nước biển dâng cao và sóng lớn do bão. Việc một cơn bão đổ bộ tới hai lần vào tỉnh Chiết Giang là điều hiếm gặp. Sáng 26 tháng 7, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc đã phải tiếp tục phát đi cảnh báo bão màu cam, mức nghiêm trọng thứ hai chỉ sau báo động đỏ trong hệ thống cảnh báo 4 cấp của nước này. Với hướng đi về phía Tây, Infa quét qua các tỉnh thành như Chiết Giang, Giang Tô, Thượng Hải, An Huy của Trung Quốc. Chiết Giang được dự báo là sẽ có mưa rất to với lượng mưa lên đến 250-350mm trong ngày 26 tháng 7. Rút bài học từ thảm họa lũ lụt ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, các chuyến bay tại các địa phương cơn bão đi qua đã bị hủy, các chuyến tàu phải tạm dừng hoạt động, người dân được sơ tán trên diện rộng. Trong lần đổ bộ thứ nhất, tỉnh Chiết Giang đã nâng phản ứng khẩn cấp với bão Infa lên cấp cao nhất, trong khi tại Thượng Hải có hơn 1.000 cây bị đổ. Hơn 2.000 đội cứu hộ tại thành phố luôn trong tình trạng sẵn sàng triển khai khi cần thiết. Khoảng 360.000 người ở Thượng Hải đã được sơ tán. Tỉnh Giang Tô cũng phải di rời gần 100.000 người. Trong khi đó, tính đến ngày 25 tháng 7, số người chết do mưa lũ ở tỉnh Hà Nam đã tăng lên 63, gần 11,45 triệu dân ở 139 huyện bị ảnh hưởng. Tổng cộng 876.600 hecta hoa màu bị hư hại và hơn 8.800 căn nhà bị sập. Không chỉ Trịnh Châu, các thành phố như Tân Hương và Hạc Bích ở tỉnh này cũng phải tiến hành các cuộc sơ tán khẩn cấp khỏi các khu vực trũng thấp do vỡ đê, khiến ngập úng kéo dài. Theo thông báo của truyền thông địa phương, một đoạn đê bị vỡ trên địa phận thành phố Hạc Bích đã được khắc phục xong sau hơn 70 giờ vào sáng 26 tháng 7. Tin tiếp theo, diễn biến mới nhất vụ vỡ đê khiến thành phố Trung Quốc ở tỉnh Hà Nam thất thủ. Thưa quý vị, sau 80 giờ làm việc không ngừng nghỉ, lực lượng cảnh sát vũ trang Trung Quốc PAP đã vá thành công đoạn đê bị vỡ vào 8 giờ 58 phút sáng 26 tháng 7 giờ địa phương. Đoạn đê bị vỡ có chiều dài hơn 100m và chiều sâu 8m được vá bằng một lượng lớn cát, đất và đá. Nhiều xe tải bị bỏ đi cũng được đẩy xuống đoạn đê vỡ để hỗ trợ kết cấu cho các bao cát. Đây được coi là bước ngoặt trong nỗ lực thoát nước gây ngập lụt ở thành phố Tân Hương và các thành phố lân cận ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, theo Thời báo Hoàn Cầu. Nhiều giờ làm việc trong nước và dưới nhiệt độ cao đã khiến nhiều cảnh sát vũ trang Trung Quốc bị nổi mẩn trên người, một số còn lên cơn sốt. Đến chiều 24 tháng 7, 8.800 binh sĩ quân đội Trung Quốc và lực lượng cảnh sát vũ trang cùng 16.000 dân quân và lực lượng dự bị và 3 máy bay trực thăng đã tham gia cứu hộ, tái thiết sau lũ lụt ở tỉnh Hà Nam. Vụ vỡ đê xảy ra vào khoảng 10 giờ tối ngày 22 tháng 7, khiến nước không có chỗ thoát và chảy ngược trở lại vào thành phố Tân Hương. Nhiều khu vực nằm gần đoạn đê vỡ ngập sâu tới 3 mét. Lượng mưa trong gần 5 ngày tại thành phố lên tới 907mm và gây ngập úng nghiêm trọng trong nội đô.
Mực nước tại một số làng, thị trấn tại Tân Hương cũng đã vượt quá 2 mét. Tân Hương, thành phố có hơn 6,2 triệu dân, đã có hơn 1,7 triệu người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, bao gồm hơn 158.000 người phải chuyển đến nơi khác. Khoảng 208 căn nhà bị đổ sập do mưa lũ, thiệt hại về kinh tế ở Tân Hương ước tính lên tới 1,9 tỷ nhân dân tệ, khoảng 290 triệu đô. Tin tiếp theo, Trung Quốc ngạo nghễ nói có trách nhiệm dạy dỗ Mỹ cách cư xử bình đẳng với nước khác. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu bên lề cuộc đối thoại chiến lược lần thứ 3 với người đồng cấp Pakistan Shah Mahmood Qureshi tại Thành Đô hồi cuối tuần qua, ông Vương nhấn mạnh rằng Mỹ luôn muốn gây áp lực lên các nước khác vì cho rằng bản thân ưu việt hơn, nhưng Trung Quốc sẽ không chấp nhận bất cứ nước nào tự cho mình hơn người. Nếu đến nay, Mỹ vẫn chưa học được cách đối xử bình đẳng với nước khác, thì Trung Quốc có trách nhiệm cùng cộng đồng quốc tế dạy dỗ Mỹ đến nơi đến chốn bài học này, nhà ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh thêm. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên trước đó cũng tuyên bố Mỹ không có cách để lên lớp Trung Quốc và Bắc Kinh sẽ quyết tâm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia và lợi ích từ sự phát triển. Tuyên bố cứng rắn từ phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra chỉ một ngày trước khi Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman tới Trung Quốc. Lý do cơ bản là một số người ở Mỹ đang coi Trung Quốc là kẻ thù trong tưởng tượng. Ông Tạ nói, đồng thời chỉ trích chính phủ Mỹ luôn tìm cách hạn chế sự phát triển của Trung Quốc. Ông Tạ nói thêm rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ một cách bình đẳng và tìm kiếm điểm chung trong khi duy trì sự khác biệt, và kêu gọi Washington chọn con đường tôn trọng lẫn nhau, cạnh tranh bình đẳng và cùng tồn tại hòa bình. Các cuộc gặp cấp cao của quan chức hai nước Mỹ-Trung diễn ra sau khi một loạt hành động ăn miếng trả miếng giữa Washington và Bắc Kinh. Mới đây nhất, Bộ Tài chính Mỹ ngày 16 tháng 7 cho biết Mỹ đã bổ sung 7 quan chức Trung Quốc vào danh sách trừng phạt của Cục Kiểm soát Tài sản nước ngoài. Những người này đều là Phó trưởng Văn phòng Liên lạc Trung Quốc tại đặc khu Hồng Kông. Tới ngày 23 tháng 7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẽ áp lệnh trừng phạt với 7 cá nhân và thực thể Mỹ nhằm đáp trả động thái trên. Đây là lệnh trừng phạt đầu tiên được Trung Quốc áp đặt theo luật trừng phạt chống nước ngoài mới, được thông qua vào tháng 6 năm 2021. Phản ứng trước động thái này của Trung Quốc, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki khẳng định rằng các biện pháp trừng phạt là vô căn cứ, thể hiện sự cô lập của Bắc Kinh với cộng đồng quốc tế. Trung Quốc tập trận tấn công giữa căng thẳng với Đài Loan là thông tin sau đây. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 7, Hoàn Cầu Thời báo dẫn lại thông tin từ Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho hay, một lữ đoàn không quân thuộc Lục quân Trung Quốc đã triển khai trực thăng trinh sát Z-9 và trực thăng tác chiến Z-10, tổ chức cuộc tập trận bắn đạn thật ngoài khơi bờ biển tỉnh Phúc Kiến, đối diện Đài Loan qua eo biển Đài Loan. Theo đó, các binh sĩ trên trực thăng diễn tập xâm nhập hệ thống phòng thủ đối phương ở tầm thấp, tiến hành cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu trên không, trên biển và trên đảo. Không giống các cuộc tập trận trước, trong cuộc tập trận mới, trực thăng được trang bị nhiều loại đạn dược để tấn công các mục tiêu khác nhau, theo CCTV. Trong một cuộc tập trận khác, một lữ đoàn thuộc lực lượng lính thủy đánh bộ Trung Quốc phối hợp với các tàu dân sự và tiến hành cuộc tập trận vượt biển tầm xa ở một địa điểm không được tiết lộ. Theo gs7tv.cn, website có liên kết với quân đội Trung Quốc PLA. Ngoài ra, trong cuộc tập trận gần Đài Loan hôm 22 tháng 7, một máy bay tác chiến chống tàu ngầm Y-8 vào vùng nhận diện phòng không của Đài Loan, theo Hoàn Cầu Thời báo dẫn thông báo cùng ngày từ Cơ quan Phòng vệ Đài Loan. Hoàn Cầu Thời báo khẳng định những cuộc tập trận trên diễn ra theo sau những động thái câu kết với lực lượng bên ngoài của những người có chủ trương ly khai ở Đài Loan. Trong đó có việc Đài Bắc ngày 20 tháng 7 thông báo lập văn phòng đại diện ở Lithuania và cho phép máy bay quân sự Mỹ hạ cánh ở Đài Loan vào ngày 19 tháng 7. Chương trình sẽ được tiếp tục với thông tin Anh quyết cấm cửa công ty Trung Quốc trong mọi dự án điện hạt nhân. Thưa quý vị, chính quyền Anh đang cân nhắc các lựa chọn để loại công ty China General Nuclear, CGN, công ty nhà nước về lĩnh vực điện hạt nhân của Trung Quốc, khỏi các dự án điện, bao gồm kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân Sizewell C trị giá 27 tỷ đô tại Suffolk thuộc miền đông nước Anh. Financial Times ngày 26 tháng 7 dẫn nguồn thạo tin cho biết. Sự thay đổi thái độ của chính quyền Anh cũng ảnh hưởng tới đề xuất của CGN về việc dùng công nghệ lò phản ứng của hãng để xây nhà máy điện hạt nhân Blackwell B tại Essex, thuộc đông nam nước này. Trong những năm qua, quan hệ giữa London và Bắc Kinh đã dần nguội lạnh vì các vấn đề Hồng Kông, Tân Cương và COVID-19 ở Vũ Hán.
Ngoại trưởng Anh Dominic Raab năm 2020 từng nói, anh không thể hợp tác như thường với Bắc Kinh. Hành động gây chú ý nhất đến nay của London là gạt nhà sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc Huawei ra khỏi mạng 5G của Anh. Theo nguồn thạo tin, Anh cũng đang đi tìm các đối tác mới để thay thế CGN trong dự án CyberSea. Chính phủ Anh hy vọng CGN sẽ tự rút lui và không gây xung đột, một nguồn thạo tin khác cho biết. CGN bị Mỹ liệt vào danh sách đen cấm xuất khẩu từ năm 2019 với cáo buộc hãng này đánh cắp công nghệ Mỹ để phục vụ mục đích quân sự. Chính quyền cựu Tổng thống Trump cũng cảnh báo Anh về sự góp mặt của Trung Quốc trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Theo Financial Times, chính phủ Anh từ chối xác nhận hoặc bác bỏ thông tin London không còn muốn CGN tham gia vào chương trình hạt nhân. Mọi dự án hạt nhân tại Anh được thực hiện theo quy định độc lập và linh hoạt để đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt về pháp lý, quy định và an ninh quốc gia, một phát ngôn viên cho biết. Tin tiếp theo, tiêm kích Su-57 Nga ra mắt khiến truyền thông Mỹ-Nhật ngay lập tức dậy sóng. Quý vị và các bạn thân mến, ngay sau khi Nga giới thiệu tiêm kích Su-57 chiếu tướng tại MKS 2021, truyền thông Nhật đã hết lời khen ngợi loại tiêm kích này. Trong khi đó, phía Mỹ lại tỏ ra khá lo sợ thị trường tiêm kích F-35 sẽ bị ảnh hưởng. Truyền thông Nhật ngay lập tức dậy sóng, hết lời khen ngợi chiến đấu cơ này của Moscow. Nhiều độc giả người Nhật khẳng định cái tên chiếu tướng cực kỳ dễ nhớ và gây ấn tượng khá là mạnh. Thậm chí nhiều người cho rằng cái tên chiếu tướng là để ám chỉ loại chiến đấu cơ F-35 của Mỹ. Ở đây, tiêm kích thế hệ 5 của Mỹ sẽ đóng vai quân tướng và bị Su-57 chiếu. Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, chuyên gia quân sự Yuri Katunov, giám đốc Bảo tàng Lực lượng Phòng không Nga lưu ý rằng đây không phải là điểm lợi thế vượt trội duy nhất của Su-57 so với các đối thủ cạnh tranh tiềm năng. Theo ông, thứ nhất, giá thành của Checkmate sẽ rẻ hơn vài lần, chẳng hạn như so với F-35. Thứ hai, có khả năng thực hiện chuyến bay siêu thanh liên tục mà không cần sử dụng thiết bị tăng lực. Và thứ ba là vector lực đẩy có kiểm soát, là thứ mà trên F-35 không có. Ngoài ra, đủ sức chứa đến 5 tên lửa trên thân máy bay Nga, còn F-35 chỉ có 4 hoặc 2 tên lửa tùy loại. Ngoài ra, chiến cơ mới của Nga có tầm bay lớn hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Lại còn phải tính đến khả năng chuyển đổi thành phiên bản không người lái là chuyện mà F-35 không thể mơ tới. Ưu điểm lợi thế là rất to lớn. Chương trình sẽ được tiếp tục với thông tin hai hùng cảnh ô tô bị nước cuốn phăng như lá trên đường phố Bỉ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo Reuters, thị trấn Dinan may mắn thoát được trận lũ lụt chết chóc 10 ngày trước quét qua khu vực Đông Nam Bỉ và Đức. Nhưng trận lũ lụt ngày 24 tháng 7 đã ập đến khiến nhiều người dân trong thị trấn bất ngờ. Tôi đã sống ở Dinan 57 năm và chưa từng thấy trận lũ nào như vậy. Richard Fornos, cựu thị trưởng thị trấn Dinan, chia sẻ trên mạng xã hội. Nước mưa tràn xuống những con phố với địa hình dốc khiến hàng chục chiếc ô tô bị cuốn như lá rồi dồn thành đống ở một ngã tư. Nước lũ cũng cuốn phăng nhiều tảng đá vật dụng trên đường phố, trước sự ngỡ ngàng và kinh hãi của nhiều người dân địa phương. Hiện tại chưa có ước tính chính xác thiệt hại về tài sản và thương vong do trận lũ lụt ngày 24 tháng 7 gây ra. Tuy nhiên, phó thị trưởng thị trấn Dinan, Robert Closes, nhận định trận lũ lụt này còn tồi tệ hơn trận lũ cách đây 10 ngày ở khu vực phía đông nam nước Bỉ. Theo Sky News, trận lũ lụt ngày 24 tháng 7 còn tàn phá nặng nề ở tỉnh Namur và Walloon Brabant. Tuần trước, trận lũ lụt chết chóc quét qua khu vực Tây Âu khiến ít nhất 210 người thiệt mạng, con số thương vong chủ yếu là ở Bỉ và Đức. Chi phí khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra lên tới hàng tỷ euro. Các nhà khoa học đổ lỗi cho biến đổi khí hậu gây ra đợt lũ lụt này. Cảnh báo rằng những thảm họa tự nhiên như vậy thường xuyên và nghiêm trọng hơn, buộc các quốc gia phải thích nghi. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của tin tức 24 giờ TV. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị hãy cùng để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức 24 giờ TV.